Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được 30 tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới Nhất. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Đại họa tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 9,9 độ Richter, kèm theo mưa, bão, lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất dữ dội. Liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua không ngừng không nghỉ, khiến hai nơi được cho là đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Hàng triệu người dân Trung Quốc đại lục tháo chạy khắp nơi để lánh nạn. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc sau 3 ngày im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, vào tối ngày hôm qua, truyền thông của nước này đã buộc phải công khai một sự thật rằng mưa to, gió lớn, bão lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở cộng thêm động đất sóng thần đã nhấn chìm và cuốn trôi hai địa điểm được cho là xinh đẹp và tuyệt vời nhất của Trung Quốc, đó là thành phố Tứ Xuyên và tỉnh Hồ Nam. Ngoài ra, lũ trên các sông thượng nguồn đổ về đã gây ra cảnh ngập lụt trầm trọng ở một số địa danh nổi tiếng, đặc biệt là địa danh mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa danh có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi, nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới. Nhưng hôm qua, nó đã bị lũ lụt nhấn chìm trong biển nước. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV còn cho biết, sau 3 ngày chịu đựng những cơn mưa lớn kéo dài không dứt, sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang của Bắc Kinh hôm qua lần đầu tiên trong lịch sử đã phải ra thông báo Đại Hồng Thủy số 1, tức là trận lũ đầu tiên trên sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc. Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn miêu tả chi tiết mực nước trên sông Trường Giang đã vượt mức báo động đỏ lên tới 2 mét. Tốc độ dòng chảy trên con sông được công bố là 50.000 mét khối trên giây, một trong những tốc độ dòng chảy lớn nhất trên thế giới. Hiện nhiều tuyến đê bao trên con sông này đã bị vỡ, khiến cho lượng nước tràn về khá nhanh, ngập toàn bộ các tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Nam, khiến cho khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn bị nhấn chìm trong nước lũ. Thiệt hại không thể đong đếm được. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, trên thế giới chưa có một ai và không có một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc, không phải vì tính chất nhân đạo mà là do cách sống, cách đối nội, đối ngoại của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, trong thời gian vừa qua đã làm cho thế giới mất lòng tin. Các nhà quan sát cho rằng, chỉ cần nhìn vào 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc thì chính phủ của ông Tập Cận Bình đã đi gây gổ, gây hấn, dùng vũ lực cướp bóc và xâm chiếm lãnh thổ của 13 nước xung quanh. Hỏi rằng có ai, có nước nào dám kết thân với Trung Quốc nữa hay không? Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đang gặp hoạn nạn, nhưng không có một ai, không có một nước nào ra tay giúp đỡ. Bởi vì họ lo ngại rằng giúp đỡ Trung Quốc, xong họ quay ra cắn lại thì biết làm sao. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, cơ quan đầu não và quan chức trong chính phủ của ông Tập vẫn ung dung ủ mưu tính kế, đi xâm chiếm Biển Đông. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong khi đất nước của họ đang bị lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, thì chính quyền của ông Tập đã phát động cho hải quân của nước này ngang nhiên mang rất nhiều tàu chiến, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, mang theo vũ khí hạng nặng, tiến hành tập trận xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp sự chỉ trích của các nước trong khối ASEAN. Điều này là không thể dung tha và chấp nhận được. Ngay lập tức, chính phủ của Mỹ đã lên tiếng phản đối chính phủ của Trung Quốc và nói rằng Trung Quốc đã quá tham lam, vô độ khi không lo cho người dân trong lúc hoạn nạn đang xảy ra, mà còn đi nghĩ kế xâm chiếm Biển Đông. Hành động trên của Trung Quốc được cho là thiếu tính nhân đạo và thiếu tình người. Phát biểu trên tờ báo BBC News, một viên chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho rằng lẽ ra chính phủ Trung Quốc nên dồn toàn lực cho công cuộc phòng chống đại dịch và thiên tai lũ lụt để giúp đỡ người dân. Nhưng ở đây, chính quyền của ông ta lại không làm điều đó. Họ bỏ mặc cho dân chúng. Lũ về, mưa về, họ mặc kệ động đất xảy ra thì họ cho xà đập Tam Hiệp để nhấn chìm toàn bộ 28 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc. Vậy mà chính quyền của ông ta vẫn ngang nhiên đòi đi xâm chiếm Biển Đông và gây gổ đánh nhau với cả Ấn Độ. Hành động trên là không thể chấp nhận và dung thứ được. Đây chính là tội ác mà Trung Quốc đã gây ra, cho nên bây giờ trời không dung, đất không tha. Mẹ thiên nhiên và ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người khi ra tay trừng trị Trung Quốc để bảo vệ thế giới. Hiện tại không một ai, không một nước nào thương tiếc cho chính quyền của ông Tập cả. Bởi vì những điều ông ta gây ra tội lỗi cho thế giới là không thể đong đếm được. Họ chỉ thương tiếc cho hơn 1,5 tỷ người dân của Trung Quốc mà thôi. Thưa quý vị, hôm qua, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, động đất liên tục xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Điều này đang làm cho giới chức của Trung Quốc vô cùng lo lắng. Hiện Bắc Kinh đang ăn không ngon, ngủ không yên vì thiệt hại thiên tai, dịch bệnh đang tàn phá nặng nề. Báo cáo Trung Quốc đã trích dẫn lời một lãnh đạo trong ngành khí tượng thủy văn của nước này cho biết, trong 2 ngày qua thì xảy ra 2 trận động đất có cường độ cao lên tới gần 10 độ Richter liên tiếp xảy ra tại thành phố Tứ Xuyên và Quý Châu thuộc thượng nguồn sông Dương Tử, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới con đập Tam Hiệp. Còn trung tâm mạng lưới động đất của Trung Quốc mang tên CNC cho biết, trận động đất tại Tứ Xuyên có cường độ 9 độ Richter đã xảy ra ở độ sâu 8 km dưới lòng đất. Tiếp đó, một cơn chấn địa mạnh 6 độ Richter
đã làm rung chuyển huyện Hách Trương thuộc tỉnh Quý Châu vào trưa ngày hôm qua vào lúc 11 giờ 11 phút. Được biết, hai trận động đất liên tục này đã gây ra sóng thần ở mức độ sóng của nó lên tới 50 mét, cao hơn 3 tòa nhà cao tầng, nhấn chìm toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Vũ Hán, một nơi địa danh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn. Hiện rất nhiều thương tiếc dành cho khu du lịch nổi tiếng này của phía Trung Quốc bởi nó đã tồn tại được 2.000 năm tuổi. Nhưng hôm qua nó đã bị nhấn chìm dưới mực nước sâu khoảng 10 mét. Hiện tượng động đất liên tiếp xảy ra tại thượng nguồn sông Dương Tử, nơi con đập Tam Hiệp được xây trên dòng chảy, đã khiến nhiều người và quan chức của Trung Quốc lo ngại rằng nếu tình trạng này còn tái diễn, thì một số con đập nhỏ hơn con đập Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có nguy cơ bị vỡ. Và như vậy, nó sẽ tạo ra một phản ứng domino khiến cho con đập Tam Hiệp có thể bị sụp đổ bất kỳ lúc nào. Và nếu như nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Tất cả làng mạc, thành phố lớn của Trung Quốc và cả trung tâm thương mại sẽ bị san phẳng. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ thế giới. Và như vậy, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột ở thủ đô Bắc Kinh. Hiện giới chức nước này đang ăn không ngon ngủ không yên vì hiện tượng động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở xảy ra hầu như toàn bộ các tỉnh miền Nam và miền Tây của Trung Quốc. Và đứng trước những thảm họa nguy hiểm đến như vậy, thì Trung Quốc đã cho kích hoạt phản ứng khẩn cấp chống lũ đập Tam Hiệp. Và con đập Tam Hiệp hôm qua đã mở thêm một cửa xả nữa, đó chính là cửa xả số 3. Như vậy, tổng số cửa xả mà con đập Tam Hiệp đang mở là 3 chứ không phải là 2 hay 4. Như những tin đồn trước đây, truyền thông của Trung Quốc cũng đã ra cảnh báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đạt con số 50.000 mét khối trên giây, nhưng sau đó đã phải nhanh chóng sửa lại bởi vì lưu lượng nước đổ về rất nhanh, đạt mức 53.000 mét khối trên giây, một trong những lưu lượng nước lớn nhất trên thế giới chưa từng có xảy ra. Tỉnh Hồ Bắc đã phát quần áo cho người dân địa phương đi tránh lũ ở trên đỉnh núi cao. Trang Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc vào sáng ngày hôm qua đã đưa tin, Trung Quốc từ tối ngày hôm trước đó đã cho khởi động khẩn cấp cấp độ 4, cấp độ cảnh báo cao nhất nhằm phòng chống mưa lũ khi mưa lớn, dẫn tới mực nước sông dâng cao ở thượng nguồn sông Dương Tử. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang đã dự báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp càng lúc càng nhiều, vì thế nguy cơ vỡ đập là rất lớn. Đứng trước tình thế cấp bách và nguy hiểm nói trên, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã hô hào toàn quốc và người dân của Trung Hoa Đại Lục hãy khẩn trương chống lũ, nhưng trong khi đó họ vẫn xả thêm một cửa xả của đập Tam Hiệp. Điều này đã gây ra ngập lụt toàn bộ 31 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ tối hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã khởi động phản ứng cấp độ cảnh báo đỏ nhằm phòng tránh lũ lụt, lũ quét, động đất và sóng thần, thông báo cho các khu vực liên quan, đồng thời cử các tổ công tác tới tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy để hỗ trợ công tác phòng chống lũ, cứu trợ thiên tai do các địa phương này đang gặp phải. Thông báo của bộ này yêu cầu các cơ quan giám sát chặt chẽ tình hình mưa lũ, động đất, sóng thần, phối hợp với các cơ quan khác nhằm phòng tránh lũ lụt trên khắp diện rộng toàn đất nước của Trung Quốc. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi có con đập Tam Hiệp, phản ứng với tình trạng mưa lũ nghiêm trọng, động đất, sóng thần trong những ngày vừa qua, Sở Quản lý Khẩn cấp của tỉnh này đã phát đi một thông báo khẩn cấp nói rằng tình hình hiện tại của con đập Tam Hiệp cũng như các thành phố xung quanh khu vực này đang hết sức nghiêm trọng và trầm trọng, đề nghị người dân phải hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, họ vẫn lực bất tòng tâm bởi vì mưa lũ đang kéo về ùn ùn từng ngày, từng giây và từng phút. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm liên quan tới Việt Nam và con đập Tam Hiệp. Khi rất nhiều câu hỏi rằng con đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ thì nó có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không? Để trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, mưa lũ ở miền Nam của Trung Quốc hiện nay không có ảnh hưởng gì tới Việt Nam. Nếu như con đập Tam Hiệp bị vỡ thì cũng không ảnh hưởng gì tới Việt Nam, chỉ lo ngại rằng người dân của Trung Quốc sẽ tràn sang Việt Nam để lánh nạn mà thôi. Vâng, thưa quý vị, như vậy tất cả quý vị và các bạn đều hiểu rõ ràng một điều rằng con đập Tam Hiệp cũng như mưa lũ ở phía Trung Quốc không ảnh hưởng gì tới Việt Nam. Nó chỉ ảnh hưởng nhẹ ở một số tỉnh khu vực phía Bắc của Việt Nam như Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Cao Bằng. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, tại những tỉnh thành kể trên xuất hiện nhiều đám mây u tối và lượng mưa từ Trung Quốc tràn sang sẽ làm cho Việt Nam có những trận mưa to đến rất to tại khu vực này. Đề nghị bà con phải hết sức cảnh giác lũ quét và sạt lở. Căn cứ viễn trinh di động Mỹ và Biển Đông, ảnh vệ tinh cho thấy tàu đổ bộ USS Midwestern, căn cứ viễn trinh di động của quân đội Mỹ lần đầu tiên tiến vào Biển Đông. Sáng kiến tình hình chiến lược Biển Đông SCSBE, tổ chức có trụ sở tại Bắc Kinh hôm qua đã ra thông báo và phân tích ảnh vệ tinh cho thấy tàu đổ bộ viễn trinh USS Midwestern của Mỹ cùng với tàu khu trục lớp Airline Broker đi qua eo biển Basi để tiến vào vùng biển phía tây nam của Biển Đông. SCSBE cho hay đây là lần đầu tiên US Midwestern tiến vào Biển Đông kể từ lần đầu được triển khai tới Tây Thái Bình Dương vào hồi tháng 10 năm ngoái. Với lượng giãn nước hơn 90.000 tấn, US Midwestern là một trong những tàu chiến lớn nhất chỉ đứng sau các siêu tàu sân bay của Mỹ
USS Milwaukee là con tàu lớn thứ 3 thuộc lớp Lewis B. Butler, có thể thực hiện một số nhiệm vụ của căn cứ viễn trình di động như làm nơi cất cánh hạ cánh của trực thăng hạng nặng, hỗ trợ hậu cần hay hoạt động như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, nước này nên chú ý theo dõi hoạt động của tàu USS Milwaukee và tìm cách ứng phó, vì sự hiện diện của con tàu trong Biển Đông có thể nâng cao đáng kể khả năng hoạt động của quân đội Mỹ trong khu vực. Theo SCSBE, tàu USS Milwaukee từng đóng vai trò chủ lực trong cuộc diễn tập chung của Mỹ, Nhật Bản, Nobelfishern. Hồi tháng 2, SCSBE cũng dự đoán USS Milwaukee có thể sẽ tham gia nhiều cuộc tập trận và sự kiện quân sự ở Biển Đông, cùng với các khu vực lân cận có tính đa nhiệm của nó. Mỹ và các nước phương Tây như Anh, Pháp và Đức gần đây tăng cường sự hiện diện quân sự và tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang do Trung Quốc mở rộng lực lượng hải quân và thiết lập các tiền đồn quân sự trên đảo nhân tạo bồi đắp trái phép trong khu vực. Mỹ nhiều lần phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc trong khu vực, cáo buộc nước này quân sự hóa Biển Đông và đe dọa các nước láng giềng. Cục Đại dương, Môi trường Quốc tế, các vấn đề khoa học thuộc Bộ Ngoại giao của Mỹ công bố tài liệu 47 trang bác bỏ cơ sở đại lý và lịch sử liên quan đến các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Isin.com cuối tuần trước cáo buộc Trung Quốc dường như đã hoàn tất hoạt động xây dựng kho tên lửa, nhà chứa máy bay, hệ thống radar, các cơ sở quân sự khác trên đá vành khăn, đá subi và đá chữ thập, song chưa rõ họ xây dựng thêm hạ tầng quân sự ở các thực thể khác hay không. Ông Aquilino cho biết các hành động này hoàn toàn trái ngược với cam kết của Trung Quốc rằng sẽ không biến các đảo nhân tạo thành căn cứ quân sự. Ông đánh giá đây là một phần quan trọng trong quá trình Trung Quốc củng cố sức mạnh quân sự. Đá vành khăn, đá subi và đá chữ thập là 3 trong số 7 thực thể của quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Các thực thể còn lại là đá Sa Pen, đá Tư Nghĩa và đá Gạc Ma, đá Châu Viên. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, khi phóng viên Kyodo hỏi về tuyên bố của Đô đốc Aquilino, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngang nhiên nói rằng Bắc Kinh có quyền triển khai các cơ sở quốc phòng cần thiết trên cái mà họ gọi là lãnh thổ của mình. Ông Uông còn cho rằng Trung Quốc làm như vậy là phù hợp với luật pháp quốc tế và không có gì đáng chê trách. Phớt lờ thực tế rằng Tòa trọng tài thường trực BCA năm 2016 đã bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trong đường chín đoạn ở Biển Đông cũng như các thực thể tại vùng biển này. Việt Nam nhiều lần khẳng định có đủ bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng cho hay các hành vi dưới mọi hình thức vi phạm chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển của mình đều vô giá trị, không được công nhận. Việt Nam kiên quyết phản đối những hành vi này và đề nghị các bên không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông, tạo môi trường thuận lợi cho Bộ Đàm phán Quy tắc ứng xử Biển Đông COC. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.